Chào tất cả các bạn nha. Bữa nay tiếp tục ngày thứ ba thăm bãi chuột nha các bạn. Thì bữa nay sẽ kết thúc cái sơ ghi chuỗi 3 ngày săn chuột công nhum của mình luôn. Bữa nay dù có dù không thì cũng gom bẫy về luôn nha các bạn. Gài 3 ngày được rồi. Lâu lâu gạn lần là chất lượng bắt hết chuột khu luôn. Khu nào cho nó chết khu đó luôn các bạn. Thì ngày đầu tiên thì mình cũng được 3 con cống lại 5 con cơm. Ngày hôm qua thì được 1 con cống với lại 3 con cơm. Ngày hôm nay thì ngồi thăm mới biết. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Con bụp non ghê bạn. Này bữa nào hái luộc ăn thử ngon ta. Tốt quá nè. Tưởng tượng ăn nhất nhất cũng như là cái mùng tơi vậy thôi. Có tai nạn giao thông đây xảy ra nữa nè. Gắn mối nè. Xịp lép luôn. Đâu phải điều tra nguyên nhân mới được. Chắc anh ta đi ra đường mà không ngó trước ngó sau nên bị xe tông cú chí mạng luôn. Thì hôm qua thì mình thăm về dính được 4 con, đem về 4 cái luôn, không có gài lại bạn. Thì tổng cộng bữa nay còn 16 cái đó. Hy vọng là bữa nay gom đủ mặt 16 cái nha. Không biết mình còn nhớ chỗ mình không nữa. Hay là có mất không nữa. Này thì hên xui. Gom mới biết. Khai trương phát đầu tiên có sướng luôn nha. Rồi có sập rồi bạn ơi. Có chuột không đây? Cơm. Phát đầu tiên không sướng lắm. Cùm gắn. Có hàng được rồi, mới vô có hàng được rồi. Có sướng nhưng mà sướng nhẹ một cái à, không có sướng mạnh. Con này biết đâu làm nên chuyện lớn nè. Bỏ vô lồng gắn, đâu lụm con gắn mấy kilo rồi sao. Phía bên đây con cái. Cái thứ hai vô cái cây, đang cạnh cái cây. Rồi có sập rồi đó. Hồi hộp. Hình như đen đó bạn ơi. Rồi đen rồi. Đen là ngon hơn vàng. Ôi. Sướng. Trời ơi. Đen thôi lùi. Đó. Vậy mới sướng nè. Mới vô sướng nhẹ cái giờ mới sướng mạnh nè. Quá đã bạn ơi. Vô chuột cống cái sướng liền luôn á. Bữa nay thấy tình hình là ngon lắm rồi đó nghe. Mới vô hai cái, mới thấy hai con này. Được con cống khủng là thấy sướng rồi đó. Còn nhiều lắm nha. 4 cái nữa lận. Cứ làm này hoài đồ quẩy về không nổi luôn nè. Quá đã đồng chí ơi. Còn miệng này cái này chắc cú. Quá đã bạn. Xù lông rồi. Hai con cột lại cái luôn đi. Nay đem theo con dây màu đen. Rồi tiếp tục lên đường thôi. Cái đằng đây là chỗ mình khen ngon nè. Giờ mình hé thôi. Rồi không sập hết. Trời ơi chỗ này dở chứ chết. Chỗ này ngon phải nói luôn á. Ngon nhất trong shop luôn á. Nhai lúa hết trơn luôn rồi. Không sập. Nhai lúa ngoài trơn. Bạn thấy cái đường mòn bò lên bò xuống cái láng rồi nè. Ghê hồn rồi chứ. Vậy mà không dính. Tức hoài. Chỗ đó không dính là dở. Dở như cứt luôn. Luôn nó giờ mà chạy đâu mày. Luôn nó giờ chạy lạc đường. Sập không ta? Không sập luôn ta. Dở dữ gì. Vô đây nó bò vô đây nó sợ bị đau hay sao. Hồi nó ăn lúa chân. Ăn lúa ngoài hôm chân nhưng mà không vô. Lấy gặp về tối là nó quất đống lúa đó. Chuột đây khôn ghê thiệt chứ. Đây còn chuột nhiều lắm là tại gà không dính á. Mấy con bự nó khôn. Chỗ này hôm qua dính con bự rồi. Chỗ đó là dính hai con rồi đó. Đặt đầu là dính con mà đều nhỏ. Cống tơ. Hôm qua thì con cống xù. Bà này còn hai cái. Bà này ngon. Tôi có mít ăn cái nè. Hình như có sập hả bạn ơi.
Hồi đen kỉnh nữa rồi, vô rồi, vô rồi. Ừ, đen không có đen hung bạn ơi, đen mà đen nhỏ nhỏ à. Kệ đen gì được rồi. Đen tơ, đen tơ. Ê, sức cái gặp ra luôn rồi. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, sức, sức, sức. Sức cái gặp ra luôn rồi. Đừng cắn tao nghe con. Sao sức cái đầu ra luôn rồi, tránh luôn. Sức cái đầu này ra luôn nữa mà, thấy không? Nè. Bóp lại mới được. Bó tay thiệt. Cái gì gặp mua chợ nó cũng dở cái mà. Cái món hàng nó dở ẹt à. Mấy bạn gài mà nhúc nhích nhích lúc là nó bị tuột hết trơn à. Nên cột sơ sơ là cái bạn này. Mấy món hàng này tuột trơn mà. Đè vô. Cái xương đi nữa về sửa là con này nhỏ, mấy con này bự đã ra mất tiêu rồi. Con này không bự là nó giọt rồi. Cắn một phát một. Gặp một. Cứng quá. Đã đỡ thôi. Hồi về nhà buộc thả nó ra lòng rồi nó sửa nó gặp lại. Gặp con mới mà nó muốn hư rồi ha. Chợ bán dở rồi. Rồi tiếp tục cống nha. Tờ. Còn đường nào ra được không biết. Nè, mấy món này vuột trơn nè. Dở thiệt. Rồi tiếp tục lên đường. Có dính là được rồi, không sảy là ngon rồi. Ba con này nhé, 5 cái. Còn chít bỏ còn 11 cái nữa. Kế đèn cái rồi mình đi biến tắt máy rồi, để luôn. Để luôn coi coi nó sướng không nè. Ây da. Hé hé dòm cái coi, có sạch rồi bạn ơi. Hình như đen rồi. Hình như đen. Tơ bạn ơi. Cống nữa nghe. Bằng con nãy à, nạn lứa rồi. Bữa nay mới chịu đi ăn nè. Không gà trốn đâu không biết, bữa nay mới tái sức giang hồ hả mày. Tái sức giang hồ cho mày vô, vô gặp tao hết. Sao mày dính vị sung ba khía mà. Đã thiệt. Đằng đây một cái lội lại luôn, khỏi công tắc hóa. Cho có cảm giác hồi hộp đồ ha mà. Hai con này bậy à, bữa nay nó mới đi ăn nè. Không gà trốn đâu không biết. Hình như sập rồi bạn ơi. Hình như đen nữa rồi. Bự cái coi. Hồi ơi, cỡ một hả? Thiệt bầy này bữa nay nó mới xuống núi thiệt nè. Cỡ một hả? Xuống núi hả mày? Xuống núi gặp đúng. Không đúng ngày rồi. Phải ngày mai xuống đỡ, bữa nay xuống đúng ngày luôn nè. Ba con à, cỡ một à. Ba cái gần kế bên luôn nè. Quá đã. Chạy, có chuột là được rồi. Bây lớn là ngon rồi. Hồi bữa nay có bộ khẩm rồi nghe. Nguyên ổ chuột rồi đó. Con chuột cống bự với lại ba con cống nhỏ rồi. Nguyên ổ chuột rồi. Ây da. Ngày cuối này có bộ ngon nè bạn. Đặc hỏng ngày cuối thì ít. Bữa nay ngày cuối có bộ sướng à. Cục lùm lên gài hai cái luôn. Bên này cái với bên đây cái. Bên hồng cái nè. Rồi sập luôn rồi. Rồi đen nữa rồi bạn ơi. Trúng bậy luôn rồi. Thiệt chứ. Cỡ một à. Nó nữa nè. Bậy này bữa nay nó xuống núi. Mà nó gọi nó xuống núi thiệt. Cỡ một luôn. Không có bự hơn. Ngang đây cái này lụm con cỡ nó luôn coi. Đâu ta. Rồi xích tới trước. Rồi không sập rồi bạn ơi. Hé hé vô thấy cái miệng gặp còn y thinh. Chắc bày được 4 con hết rồi đó. 4 con cỡ một rồi. Hay thiệt chứ. Cái này là mình làm thịt được rồi. Cái bé lớn là em gái Sóc Trăng lột tuột da hết. Mấy cái vậy ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái à. 9 cái còn 7 cái nữa bạn ơi. Còn 7 cơ hội nữa là. Nặng rồi đó nghe.
cái khu vườn chỗ này đúng là khu vườn chuột luôn các bạn. Nó giờ các bạn thấy không, lâu lâu mình lại anh bắt biết nhiêu chuột nó. Rồi chuyến này thôi cũng bộn rồi, nên chút về tổng kết hết luôn rồi chuyến này được nhiêu nha. Sập cái coi, rượu chứ này ngon quá không sập ta. Chỗ này bữa đầu dính được con cống nhỏ cái hết luôn à. Chuyến này gài có kinh nghiệm mà dễ hết bị kẹt đầu rồi. Mấy chuyến trước gài để cái nó bị kẹt đầu, nó sập xuống nó dính sình rồi mà nó không có vô cái móc được, nó sảy. Để đây đi, vòng vô đây thăm mấy cái trong đây. Cái này cũng bợ gài có con cái rồi mà. Chắc ở đây không biết, phải chắc bên bụi bên đây rồi, ở dưới gốc gán này nè. Sập cái coi, rồi không sập rồi bạn, dở quá. Chỗ ngon ghê luôn, chỗ đường mòn này ấm hỉnh luôn, chuột nó không chịu bò vô. Rồi đó mày, miễn phí lúa cho mày ăn thoải mái đi, nuôi rồi đó. Sáng con chim vậy kêu nghe đã là. Ê, mình không quan tâm cái vụ chim bây giờ, quan tâm vụ chuột nè. Ôi trời, mấy cái cuối này dở quá ta. Chỗ này ngon ghê luôn mà. Không muốn sạch, không có chuột. Lúa lên mộng luôn rồi. Tối nãy lại nó ăn là ngon lành luôn. Tối nãy lại ăn còn khen lúa ngon. Kìa anh ta chụp bóm là nó này nghe này nghe này nghe. Bạn thấy một này nghe, chụp này nghe. Ủa, ghê chưa? Không biết anh hay chị đây nữa. Thua. Tới giờ vẫn còn khoái bóm. Càng bự càng khoái. Ngon tại ướt mà bấm vô tắt cũng hết được luôn nè. Cũng còn 4 cái nữa hết rồi bạn ơi. 4 cái này làm gì nên chuyện sự nghiệp cơ cây. Thấy bữa nay được nhiều là cũng có lý lắm rồi đó. Nhưng mà có thêm nó thì càng tốt. Ngay đầu bờ này nè, cục lá này nè. Không phải cục lá mà là. Rồi sập rồi. Ôi cơm ăn là vàng nghính nè. Không phải đen, vàng. Kệ cơm này ngon rồi. Chục cơm này cũng bự hơn mấy chục cống tơ nãy nè. Bự hơn cống tơ nãy luôn đó. Bạn thấy không, vàng nghính chà bá lửa luôn nè. Thu lù hai chứng giái bành kỳ luôn. Chục giái, chục giái. Đó, hai chứng giái này là quất được hai cốc rồi đó. Cốc trứng, cốc trứng. Quá ngon. Bữa nay sáng thăm bảy lợi đủ thứ luôn bạn. Này hồi về nhà lễ ra được mấy cây củi trong giò nữa. Có củi nhúm lửa luôn. Nãy giờ đạp mấy cây gai nằm chổng rồi. Quá trời gai, ở đây mắc cỡ dữ lắm. Ai quận đây gì dữ vậy ta? Cái gì? Ai quận khí thế luôn bạn. Xịp lép luôn nè. Quận kiếm con gì dữ vậy ta? Cái bẫy mình còn không biết. Căng là nghe. Ờ, ai làm gì vậy bạn ơi? Ai xịt quá. Quậy dẹp trong lỏng cho nè. Quận vui lát chắc xịt quá. Gặp còn không đây? Gặp không còn là giận lắm ạ. Rồi luôn. Hiểu luôn. Phải không ta? Ờ xong sẽ bông luôn rồi. Uống trời. Tức thiệt chứ. Phải không, là cái này hôm qua dính ta. Hôm qua đây coi. Để hồi mình nghiên cứu rồi coi. Phải không, là cái này dính hôm qua lấy về. Để lên mình đếm bảy lại coi. Mình cũng nghi nghi. Nhớ chỗ đó có gàng. Còn đây là điếm này coi còn chính xác không. Chính xác thì đi kiếm nữa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, mười ba, bốn, mười lăm,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Ủa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. 13 còn 2 là 15. Vậy còn cái nữa bạn ơi. Chúng là mất cái đó ta. Kỳ gì? Ngộ ta. Nó lo quần quần với bạn này kiếm nữa coi. Cái đó hôm qua không biết dính là mất không biết nữa. Này khó hiểu thiệt chứ. Ô, còn cái nó không hiểu nguyên nhân luôn bạn ơi. Guồn guồn nãy giờ không gặp. Đi lên mấy chỗ cũ hết luôn rồi. Có kệ đi, vài bữa tính. Cũng có thể là bẫy tặc, cũng có thể là mình quên không chừng. Nhớ, rồi đây còn cái. Không dính. Cái đó xàm thiệt chứ. Đây hai cái này mới 15 cái, nhưng 16 cái. Tại bữa gà 20, hôm qua đem về 4. Ôi, kệ đi. Giờ dòng gì à? Không hiểu tại sao em mất tích. Mất tích thiệt luôn, phải chơi. Còn cái cuối cùng nữa bạn ơi. Nhớ chỗ đó hôm qua gì đâu dính. Sao mà nó mất tiêu lãng rồi chứ. Cái dấu thì có dính đó. Ở đây có ông gùi nữa bạn. Ô này chưa có mật. Nhỏ xíu à. Có mặt cừu mà nhỏ quá. Để đi, về bữa bắt. Nam có đem dao cái nổ nó bẻ cũng không nổi. Lâu kiếm cái bẫy cho tao mày. Có nói mà bắt bớp không à. Không hiểu nguyên nhân. Để lậu lại chỗ này con ta làm gì mà tao quậy dữ chứ không biết. Ai làm gì mà quậy lên cục khí thế vậy không biết. Cái này chắc xịt quá. Quần quá trời quần bên đây luôn nè. Quần khí thế luôn. Chắc tay nào xiệt rồi. Chắc chỗ này có cá gì quần mò nát chứ nè. Cá lương gì mò nát chứ. Sáng cái bẫy mất cái làm gối chí quá. Không biết giờ nó lạc châu với phương nào luôn đó. Cái cuối cùng không dính luôn rồi. Lãng cái bẫy đó thiệt chứ. Có quên là vài bữa có gài nó gặp mình lấy còn. Bẫy tặc thì xong luôn. Không hiểu nguyên nhân luôn á. Nhớ có nhiêu đó mà chỗ đó kỳ kỳ. Thôi để đi. Nghĩ nhiều chi cho mệt nhiều chuột được rồi. Cái bẫy đó để vài bữa tính sau. Lãng thiệt chứ. Nhớ lại tức nữa. Không hiểu nguyên nhân luôn. Ôi giờ dòng dễ bạn ơi. Nay quẩy nặng luôn nữa không phải chơi nè. Nay ít mà. Chất lượng mấy bữa hổm nữa. Hổm gà 20 mà dính nhiêu. Bữa nay gà có 16 cái, 15 cái. Còn cái kia đâu mất tiêu nữa. Ây da, trời, ây da. Ây da khốn nạn chuột. Ây ơi. Cạp lủng lỗ luôn rồi. Quẩy quẩy vô nách chứ mà cạp. Lủng lỗ luôn. Trời, ác thiệt chứ. Quỷ chuột cơm giấy nè. Quỷ đực này nữa tao nướng tao ăn chén giấy nó cho biết mày cạp tao đi. Cạp đau mà cố. Hên được mặc áo vậy mà lủng. Xém lủng rồi. Rồi, kiểm tra thành quả thôi. Điếm chuột. 7 con cái gì á. Đây. Ngày hôm nay là 1 cống nè. 2 cống nè, ngày hôm nay là cống nhiều nhất. 3 cống nè. Nói chung bữa nay được nguyên gia đình cống đó. 4 cống nè. 5 cống. Này được 50 cống. 20 cơm. Con cơm thịt những con cơm gắn. Đó, ngày hôm nay đó. Cống này cũng bự mà. Ướt lông nhỏ lại nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Ngày hôm nay được 7 con. Này là của hôm qua. Hôm qua được 4 con. Là 11 con. Đó là của hôm kia. Hôm kia 8 con nữa. Tổng cộng là 19 con. Ghê gớm chưa. Bữa nào được con cống bự hết trơn. Bữa đầu tiên được cống bự nhất. Bữa thứ hai được con cống bự vừa vừa. Bự nhì á.
bữa nay được cống bự ba, nhưng mà cũng bự, con này bự con này ha, con này bự hơn, cái phần lông nó khô nó rảnh lên bự nữa. Ba ngày ngày nào cũng được con cống bự hết trơn á, là tổng cộng 3 ngày được 19 con chuột các bạn, 19 con chuột 20 cái gặp, như là ủa tính ra 19 cái gặp à, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 19 cái à, mất cái rồi, cũng như 19 cái gặp dính được 19 con chuột. Ghê gớm chưa, 3 ngày lận chứ không phải ngày. Ồ chuyện này à, thôi 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 nhiêu đây, 19 con chuột đâu biết làm nhiêu món cho hết nữa các bạn ơi. Quá trời là nó ba chuột bự là phê rồi, chuột đó chuột gắn rồi. Thì đến đây em cũng kết thúc cái chuỗi 3 ngày săn cống nhũng mình các bạn. Mai mốt kiếm khu khác mình săn tiếp, khu này giờ để cho nó khoảng tháng 2 tháng nữa đâu lại mới có chuột nữa. Còn nó mà nhân gạo dính đầu khôn lắm, còn nó bự ghê như con mèo mà. Rồi thì đến đây em chào bạn cái clip này luôn nha, gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều. Giờ thì suy nghĩ sao để làm hết số chuột này nè, quá trời nhiều rồi.